Hoa da máu có rất nhiều nguyên nhân nhưng cũng là một triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư phổi. Có hai nhóm bệnh lý ác tính của ung thư phổi là ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ, trong đó ung thư phổi không tế bào nhỏ là loại phổ biến nhất, chiếm khoảng 85% tất cả các trường hợp. Ung thư phổi tế bào nhỏ chỉ chiếm khoảng 10 đến 15% các trường hợp ung thư phổi. Nhưng đây lại là loại phát triển nhanh, có tiên lượng xấu hơn loại không tế bào nhỏ. Ở giai đoạn sớm, ung thư phổi phát triển âm thầm không có triệu chứng hoặc triệu chứng nghèo nàn vì vậy hầu hết mọi người không đi khám ngay. Đó là lý do tại sao ung thư phổi thường không được chẩn đoán ở giai đoạn đầu dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Bệnh nhân bị ung thư phổi bởi những nguyên nhân sau. Hút thuốc lá Hiện nay, 90% bệnh nhân bị ung thư phổi bởi hút thuốc, 4% bệnh nhân do hít phải số lượng đáng kể khói thuốc hàng ngày. Các tác nhân từ môi trường gây ung thư phổi, môi trường làm việc khói bụi, những người làm việc trong môi trường luyện thép, niken, chrome và khí than là yếu tố dễ gây ra bệnh ung thư phổi. Tiếp xúc với tia phóng xạ, đây là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư phổi. Bệnh nhân làm việc trong các mỏ uranium, flospa và hematit có thể tiếp xúc với tia phóng xạ do hít thở không khí có chứa khí radon. Nhiều người quan niệm rằng chỉ những người hút thuốc lá mới mắc ung thư phổi, trong khi thực tế những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư phổi rất cao. Tuy nhiên, họ không phải những người duy nhất có nguy cơ mắc bệnh. Cấu tạo di truyền hoặc tiền sử gia đình có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc ung thư phổi. Ngoài ra, tiếp xúc với các chất như amiang, radon, uranium, arsen và khói thuốc lá thụ động cũng có thể làm tăng khả năng mắc bệnh. Theo nghiên cứu, ước tính rằng khoảng 20% những người bị ung thư phổi bị ho ra máu vào một thời điểm nào đó. Đối với khoảng 7% đến 35% số người đó có thể là triệu chứng đầu tiên của bệnh ung thư phổi. Lý do ho ra máu trong ung thư phổi là bản thân cấu trúc của phổi dễ bị ho ra máu, đường thở có mối quan hệ giải phẫu rất chặt chẽ với mạch máu, giúp vận chuyển khí oxy đi nuôi cơ thể và thải khí carbonic. Hơn nữa, màng phế nang mau mạch, nơi các khí này được trao đổi giữa các cấu trúc của phổi và máu, rất giàu các mạch máu nhỏ được gọi là mao mạch. Ho ra máu có thể do chảy máu ở bất kỳ phần nào của cấu trúc này. Tuy nhiên, ho ra máu phổ biến nhất là do chảy máu trong hệ thống phế quản, bao gồm khí quản, phế quản, ống phế nang, túi phế nang và phế nang. Trong một số trường hợp, một người bị ung thư phổi có thể ho ra máu nếu khối u đã làm tổn thương các mạch máu xung quanh. Nguyên nhân phổ biến nhất của ho ra máu là giãn phế quản, tổn thương và giãn rộng đường thở ho ra máu trong ung thư phổi tế bào nhỏ. Nguyên nhân gây ho ra máu liên quan đến ung thư phổi là ung thư phổi tế bào nhỏ. Hầu hết các bệnh nhân được phát hiện có ho máu ở mức độ trung bình. Ho ra máu trong ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. 20 đến 60% những người mắc bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tại một số thời điểm của bệnh có ho ra máu. Trong một số trường hợp này, từ 5% đến 10% rất nặng. Tuy nhiên, ho ra máu không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi, nhưng cũng là một dấu hiệu cần phải đi khám ngay. Nếu cân ho đi kèm với chóng mặt nghiêm trọng, choáng váng hoặc khó thở, hoặc nếu bạn ho ra nhiều hơn 5 ml máu. Biểu hiện của máu khi ho ra máu trong bệnh ung thư phổi, màu đỏ tươi hoặc hồng có thể kèm bọt hoặc sủi bọt do lẫn chất nhầy, không khí hoặc đờm, khó thở, thở khò khè, mệt mỏi, suy nhược và đau ngực. Ngoài ra, tình trạng ho ra máu có thể xảy ra sau các xét nghiệm chẩn đoán bao gồm nội soi phế quản, sinh thiết chẩn đoán, sinh thiết phổi hoặc đường hô hấp trên cũng có thể dẫn đến ho ra máu. Tuy nhiên, số lượng ít và cầm trong vòng 1 đến 3 ngày. Theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Văn Giáp, phó giám đốc trung tâm hô hấp, phó giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện Bạch Mai, ung thư phổi là một trong ba loại ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các loại ung thư trên toàn cầu. Số liệu từ tổ chức ung thư toàn cầu Global Can cho thấy, Việt Nam ghi nhận hơn 26.000 ca mắc ung thư phổi, gần 24.000 ca tử vong vào năm 2020. Đáng lo ngại hơn, ung thư phổi đang có xu hướng trẻ hóa, vì vậy, việc phát hiện sớm để điều trị bệnh là vô cùng quan trọng ung thư phổi là cái bệnh lý ác tính xảy ra ở trong phổi trong phế quản của bệnh nhân thế và khi chúng ta biết là một người mà không may phát hiện cái ung thư phổi và nếu như chúng ta không phát hiện được sớm không kiểm tra không gọi là tầm soát để phát hiện sớm thì thường khi bệnh nhân có triệu chứng thì thường đến viện với giai đoạn là muộn rồi thì chính vì vậy mà đối với ung thư phổi thì cho đến hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mắc cũng như là cái tỷ lệ tử vong do ung thư phổi đây là cái gánh nặng hết sức lớn. Và nếu như chúng ta phát hiện ở giai đoạn muộn thì cái khả năng điều trị khỏi hoàn toàn là là hết sức khó khăn. Nhưng nếu như chúng ta phát hiện sớm thì cái điều trị sẽ gần như là có thể khỏi hoàn toàn được. À, các nghiên cứu thì đều cho thấy à, hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Thuốc lá ở đây bao gồm có cả hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá thụ động. À, thuốc lào, xì gà, rồi tẩu, rồi điếu cầy, điếu bát vân vân, tất cả những cái dạng thuốc lá thuốc lào à, thì đều có khả năng à, gây ra ung thư phổi. À, còn hút thuốc lá thụ động tức là gì? là trong gia đình à, có à, mặc dù là gì ạ, à, vợ không hút, con không hút, nhưng vì bố hút hoặc là ông hút và phả khói thuốc vào trong cái không khí trong môi trường trong nhà, à, thế thì cái khói thuốc nó vẫn còn lưu lại trong phòng đấy, thì người vợ, người con hít phải cái khói thuốc đó và chính vì vậy cũng có nguy cơ bị ung thư phổi và các nghiên cứu thì cho thấy rằng là cái nguy cơ mà tiếp xúc với khói thuốc thụ động trong một thời gian dài thì những cái người mà mặc dù không hề hút một điếu thuốc nào nhưng vì hút cái phải hít phải cái khói thuốc thụ động như vậy trong một thời gian dài thì cái nguy cơ mắc các bệnh do khói thuốc trong đó có ung thư phổi cũng cao hơn so với những trường hợp mà không tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Để chẩn đoán bệnh nhân có bị mắc ung thư phổi hay không cần sử dụng các phương pháp chẩn đoán sau. Chụp X quang lồng ngực sẽ giúp sớm phát hiện bệnh, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực để xác định vị trí, kích thước và mức độ phát triển của khối u ra ngoài phổi hay chưa, lấy sinh thiết ở vùng khác thường của phổi, sau đó nhuộm và soi dưới kính hiển vi quang học để trần đoán xác định mức độ bệnh ung thư phổi. Ung thư phổi là một bệnh thường gặp, nếu bệnh nhân được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ giúp cải thiện thời gian sống thêm cho bệnh nhân. Điều trị ung thư phổi hiện nay là điều trị theo hướng đa mô thức, bao gồm các biện pháp phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, điều trị đích, liệu pháp miễn dịch và điều trị tại chỗ tùy theo giai đoạn thể bệnh mà các bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị đối với bệnh nhân và hiện nay với nhiều tiến bộ trong điều trị những trường hợp ung thư phổi giai đoạn cuối vẫn có thể điều trị sống khỏe trong nhiều năm những triệu chứng ung thư phổi thường gặp bao gồm bị ho kéo dài không khỏi có cảm giác khó thở thở ngắn có đờm lẫn máu bị đau ngực sau một thời gian ủ bệnh người bệnh có thể bị gầy sút, mệt mỏi khan giọng nuốt khó thở khó khè đau xương thậm chí bị tràn dịch màng phổi